Đây là cái nút ANC chống ồn chủ động, thì giúp chúng ta có thể là bật tắt cái khả năng chống ồn này. Khi mà chúng ta đang ở trong môi trường ồn ào, chúng ta muốn yên tĩnh thì chúng ta sẽ bắt cái chế độ này. Đó. Còn nếu mà chúng ta muốn nói chuyện với người xung quanh khi mà chúng ta vẫn đeo tai nghe thì chúng ta tắt nó đi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui gặp lại mọi người trong cái video clip lần này của Thiên Cổ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu tai nghe chống ồn chủ động đến từ thương hiệu Daily. Thì đây là mẫu tai nghe Daily EO6. Thì mẫu tai nghe Daily EO6 này ra mắt cách đây cũng khoảng gần hơn 1 năm rồi. Tuy nhiên thì với những cái công nghệ, với những cái gì mà mẫu tai nghe là mang đến thì thật sự thì nó là một trong những cái dòng tai nghe đáng để mọi người quan tâm. Thì nói về thương hiệu Daily thì thật sự thì Daily là một trong những nhà hãng âm thanh hàng đầu thế giới với những cái công nghệ lo nổi bật, như là hiện nay gần đây có một cái dòng lo không cần dây mà chúng ta có vẫn có thể sử dụng nghe được những cái chất lượng âm thanh cao cấp đến từ nhà hãng. Thì mẫu tai nghe Daily EO6 này nó có cái chức năng giúp cho chúng ta có thể làm việc được trong những cái môi trường ồn ào. Những ai hay phải đối mặt với những cái tiếng ồn thì thật sự mẫu tai nghe này nó sẽ giúp chúng ta triệt tiêu được tiếng ồn và chúng ta làm việc trong một cái môi trường yên tĩnh hơn. Ngoài ra thì khi mà chúng ta nghe nhạc cũng như là chúng ta giải trí thì mẫu tai nghe này vẫn cung cấp chúng ta những cái chất lượng âm thanh như một chiếc lo đến từ thương hiệu Daily. Từ đó thì chúng ta có thể vừa làm việc vừa giải trí trên chiếc tai nghe EO6 này. Để cho mọi người hiểu rõ hơn về sản phẩm thì bây giờ mình sẽ bắt đầu review vào sản phẩm này. Ok mọi người, thì trước mặt mọi người đây chính là cái chiếc tai nghe Daily EO6 của chúng ta. Đây là cái phần mặt trước, phía sau là cái phần mặt sau nè. Phía sau thì nhìn cũng khá là trực quan khi nhà hãng cho chúng ta có những cái mô tả khá là đầy đủ đối với mẫu tai nghe này. Bây giờ thì mình sẽ khui hộp ra. Bên trong hộp thì nhà hãng có cho chúng ta một cái chiếc túi đựng tai nghe có in logo của thương hiệu Daily nè. Ok mọi người, thì đây chính là cái chiếc tai nghe của chúng ta nè. Nói về cái chiếc tai nghe này thì thật sự thì cái mẫu tai nghe này có cái trọng lượng khá là nhẹ mọi người. Thì theo thông tin của mình tìm hiểu thì cái mẫu tai nghe này nó chỉ có là 325g thôi. Đó, khá là nhẹ và không gây nhiều áp lực khi mà chúng ta đeo lên đầu. Nói về cái mẫu tai nghe này thì nhà hãng cho chúng ta cái phần khung phía bên trên có một cái lớp da nè. Và ở phía hai phần trúc của tai nghe thì được trang bị hai cái miếng đệm da rất là mềm, cảm giác rất là êm tai khi mà chúng ta đeo vào. Thì nói về cái mẫu tai nghe EO6 này thì thay vì đầu tư nghiên cứu những cái kỹ thuật mới dành cho tai nghe thì nhà hãng Daily đã không làm như vậy, mà họ đã tận dụng những cái công nghệ chế tạo lo được tích lũy trong nhiều thời gian trước đó và họ đã đưa vào cái mẫu tai nghe EO6 này. Thì điều này được thể hiện qua cái việc ứng dụng một cái củ River màn giấy không có viền, đường kính lên đến là 50mm bên trong. Thì đi cùng với đó là một cái củ 500 neodymium. Thì việc đặt trong một cái khung vỏ mô phỏng cấu trúc thuần lo như vậy á, thì sự xuất hiện của các thanh dằn đệm cao su nó sẽ giúp triệt tiêu rung nhiễu. Thì với cái loại River này thì tai nghe nó có khả năng nghe ở cái dãy tần số cao lên đến khoảng từ 10Hz cho đến là 20kHz. Và cái mức âm lượng của nó lên đến là 100dB nha mọi người. Một cái mức âm lượng khá là nổi bật. Đối với cái mẫu tai nghe này thì phần khung nó khá là dẻo. Tuy nhiên thì mẫu tai nghe này không thể gặp lại được. Bên cạnh đó thì cái phần cúp tai nghe có thể xoay được ở 90 độ. Ok, thì nói một xíu về cái phần kết nối của mẫu tai nghe này. Thì mẫu tai nghe này nó có cái công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 giúp cho tai nghe có cái độ ổn định cao hơn và giúp cho tai nghe có thể kết nối nhanh hơn đến nguồn phát. Thì cái mẫu tai nghe này thật sự kết nối sử dụng rất là đơn giản mọi người. Thì ở đây mọi người có thể thấy nè, ở đây mọi người thấy thì tai nghe nó có một cái nút nè, chúng ta chỉ cần gạt qua một bên đó, chúng ta gạt qua một bên và chúng ta sẽ thấy được là ở phía trên này cái nút Bluetooth nó sẽ nhấp nháy cái đèn màu xanh. Ngoài ra thì nó còn có báo hiệu cái đèn màu xanh lá cây nữa, là báo hiệu cái đèn tín hiệu pin nè đó. Thì mọi người chỉ cần gạt sang cái nút này là mọi người có thể chọn được cái nguồn phát ở trên điện thoại chúng ta rồi. Điểm đặc biệt trên cái EO6 đó chính là sự xuất hiện của cái giao thức ABTX HD. Thì cái người dùng có thể phát và thưởng thức trực tiếp các tập tin nhạc số, nhạc chất lượng cao lên đến là 24 bit trên 48kHz qua cái tai nghe này. Thì với việc như vậy thì tai nghe nó sẽ phù hợp cho những cái dòng điện thoại như là Android hoặc là sử dụng với thiết bị iPhone, iOS.
thì toàn bộ cái giao thức điều khiển của tai nghe nó sẽ nằm ở cái cúp bên phía tay phải của chúng ta nha mọi người. Đó, và bên này chỉ là cái phần tai nghe bị động thôi. Đó, phần chủ động là nằm bên đây. Thì bên này thì mọi người có thể thấy nè, nhà hãng cũng đã làm rõ chúng ta rất là rõ về cái phần sử dụng. Đó, phía trên này chính là cái nút tăng âm lượng nè. Đó, phía dưới này là cái nút giảm âm lượng. Đó, thì trên này nhà hãng cũng cho chúng ta những cái giao thức điều khiển ở phía trên này rất là trực quan nha mọi người. Ok, thì ở cái vùng điều khiển này á, thì mọi người nhấn một lần chính là cái nút play pause cũng như là nghe nhận cuộc gọi. Đó, còn mọi người nhấn hai lần đó chính là chuyển bài, nhấn ba lần thì nó sẽ quay lại bài phía trước. Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Thì còn ở phía dưới này thì nhà hãng cho chúng ta một cái nút ở phía dưới này, đây là cái nút ANC chống ồn chủ động, thì giúp cho chúng ta có thể là bật tắt cái khả năng chống ồn này. Khi mà chúng ta đang ở trong môi trường ồn ào, chúng ta muốn yên tĩnh thì chúng ta sẽ bắt cái chế độ này. Đó, còn nếu mà chúng ta muốn nói chuyện với người xung quanh khi mà chúng ta vẫn đeo tai nghe thì chúng ta tắt đi. Thì đối với cái mẫu tai nghe này thì thật sự thì nếu mà nói về những cái dòng iPhone thì nó sẽ hoạt động khá là tốt và nhanh. Tuy nhiên thật sự thì đối với những cái dòng Android tầm trung thì nó đôi khi nó sẽ xảy ra một số cái tình trạng là nó chậm hơn, nhận lệnh chậm hơn và nó hơi bị lắc tí. Đó, thì điểm này thì mọi người nên cân nhắc. Thì thật sự thì đối với cái dòng tai nghe này, khi mà chúng ta đeo vào tai thì chúng ta đã có thể giảm thiểu được rất là nhiều cái tiếng ồn rồi, nhờ cái thiết kế over ear như vậy. Đó, ôm sát tai của chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta bật cái chế độ ANC lên thì chúng ta mới cảm nhận rõ rệt được cái chất âm mà cái dòng tai nghe này mang lại. Thì nói về cái dung lượng pin của dòng tai nghe này, thì cái mẫu tai nghe này theo như nhà hãng đưa ra là có thể nghe được 30 giờ trong chế độ ANC. Đó, một cái dung lượng pin cũng khá là lớn, cũng khá là quan trọng. Nó giúp cho chúng ta có thể sử dụng tai nghe một cách thoải mái mà không sợ vấn đề gì. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đánh giá tổng thể về cái chất âm của chiếc tai nghe này. Thì nói về cái chiếc tai nghe Daily EO6, thì chiếc tai nghe Daily này nó sẽ có thiên hướng là sáng. Tuy nhiên chất âm của tai nghe nó sẽ không gây chói khi mà chúng ta nghe những cái bài hát ở cái âm lượng cao. Thì với những cái công nghệ độc quyền đến từ nhà hãng thì chúng ta có thể trải nghiệm được âm thanh của tai nghe một cách trung thực, rõ ràng. Những cái dòng nhạc trẻ trung, sôi động hay đến những cái dòng nhạc cổ điển, những cái dòng nhạc xưa thì chúng ta vẫn có thể trải nghiệm một cách tốt nhất có thể. Cái điểm đặc biệt mà mình cảm nhận thấy ở cái chiếc tai nghe này đó chính là gì? Đó chính là cái âm lượng bass vừa đủ, không quá nhiều nhưng cũng vừa đủ để giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được cái âm thanh nghe tương đối là sâu và mềm. Tuy nhiên thì ở cái mức âm lượng bass xuống sâu quá nhiều thì tai nghe có thể gây một số tình trạng như là vỡ tiếng nhẹ nếu mà chúng ta chú ý kỹ khi mà chúng ta nghe. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình đã review sơ qua một xíu về cái dòng tai nghe EO6 này. Hiện tại thì dòng sản phẩm này có hàng sẵn tại Thiên Vũ để cho mọi người có thể trải nghiệm. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể ghé nghe thử cái chất âm của cái dòng tai nghe này. Đó, thì địa chỉ của bên mình là 79 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà mọi người tới hãy liên hệ trước số điện thoại của Thiên Vũ là 0909397737 để Thiên Vũ có thể hỗ trợ tốt nhất dành cho mọi người. Ok, thì với phần review tai nghe EO6 của mình tới đây là hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay hãy bấm like, subscribe với kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.